Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết và mình sau khi kỳ nghỉ Tết thì mình lại lên đường đi sang từ Đắk Lắk sang Gia Lai. Và sau đây mình chia sẻ cho các bạn những cái cung đường với những cái hình ảnh thú vị đẹp đẽ nhất mà mình đã quay lại ghi lại được ở trên quãng đường đi từ Đắk Lắk sang Gia Lai. Và sau đây các bạn cùng theo dõi nhé. Vâng, đầu tiên chính là con đường rất là đẹp với ngôi trường mang tên Ngô Gia Tự. Ngôi trường này là ngôi trường mình từng học cấp 3 ở đây. Và năm 20 thì cũng đã có một cái chương trình về đường lên đỉnh Olympia đã tổ chức tại cái trường này. Đây là ở EK nhé các bạn. Ở EK thì cái ngôi trường này rất là nổi tiếng và cũng đã được lên sóng truyền hình rồi đấy các bạn ạ. Tiếp theo, đây là một ngôi chùa ở tại huyện Krông Năng. Ngôi chùa này thì mình không vào trong đâu, mình chỉ review ở bên ngoài cho các bạn thấy. Ngôi chùa thực sự là rất là đẹp và cũng năm nay do tình hình dịch bệnh cho nên cũng rất là ít người đi chùa. Rồi, rời xa tới huyện Krông Năng thì mình đã đến trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân huyện Krông Búc. Đây là cái hình ảnh của nó. Thì cái huyện Krông Búc là một cái huyện mới cũng rất là đẹp các bạn ơi. Đấy mình quay một vài cái cung đường cho các bạn thấy rất là đẹp. Tại huyện Krông Búc thì mình cũng đã phát hiện ra một cái ngôi chùa bên vệ đường. Mình cũng không thấy có cái tên chùa là gì. Tuy nhiên là mình review cho các bạn xem. Ngôi chùa khá là đẹp và có rất là nhiều các cái hình tượng khá thú vị cũng như là rất là đẹp để mà vãn cảnh đi chùa. Tuy nhiên cũng như nhiều nơi khác thì tình hình dịch bệnh phức tạp cho nên là cũng rất là hạn chế những người đi chùa. Bản thân mình thì mình cũng không dám vào chùa, mình cũng chỉ đứng ở bên ngoài để review cho mọi người cùng xem mà thôi. Chùa thực sự rất là đẹp và cảm thấy là có những cái nét rất là linh thiêng văn hóa. Đấy các bạn có thể thấy là những cái hình ảnh, những cái màu vàng và tượng trưng cho ngôi chùa là cực kỳ là khá đẹp và bắt mắt. Và nếu các bạn có đi ngang thì chúng ta nên ghé vào đây một lần cho biết. Mình thông báo lại là ở Krông Búc nhé các bạn nhé, huyện Krông Búc tỉnh Đắk Lắk nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì mình đến cái tỉnh xã Ngọc Chánh. Tỉnh xã Ngọc Chánh này thì là ở huyện E Hờ Leo của tỉnh Đắk Lắk. Ngôi chùa này thì cũng rất là đẹp và mình cũng đã có dịp và bước vào bên trong xem những cái cảnh vật rồi những cái người đi lễ chùa. Bên trong thì rất là đẹp các bạn nhé. Đây là hai bên những bức tường có các cái mô hình bằng đá rất là đẹp. Còn đây là một cái tường đá, đồi núi đá đấy. Rất là đẹp các bạn nhé, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Và mình cũng đã kết thúc ở Đắk Lắk rồi và bây giờ chúng ta cũng sang bên Gia Lai để xem Gia Lai như thế nào nhé. Thế thì mình vào Gia Lai thì cũng ghé nhà anh bạn. Ủa, anh bạn này thì thực sự là anh cũng có đam mê về rượu đấy, mặc dù là không nhiều nhưng mà cũng có vài chai rượu đấy các bạn này. Ở đầu ở Gia Lai thì có cái huyện Chư Pứ với một cái tượng Phật rất là cao, một cái chùa rất là đẹp. Tuy nhiên ở bên ngoài cổng thì họ chưa làm xong, cho nên cái cổng cũng chưa được sơn xét lại. Nhưng mà nhìn tượng Phật Quan Âm thì khá là to và rất là đẹp. Và các bạn nếu đi thì nên ghé nơi này nhá. Và có một điều thú vị ở ngay Chư Pứ, đó chính là một cái cổng với một cái tên rất là thú vị, Thôn Tao Có Văn Hóa. Các bạn thấy có thú vị không ạ? Mình cũng đã chụp và review ở đây rất nhiều lần rồi và rất là đẹp. Đây là ở Chư Pứ nhé các bạn nhé. Rồi Chư Pứ thì mình đến với Chư Sê. Chư Sê thì cũng có một cái ngôi chùa rất là đẹp, nhưng mà tuy nhiên là tình hình dịch bệnh cho nên mình cũng không vào trong, mình cũng đứng review ở bên ngoài thôi. Bên ngoài thì cũng có một số người cũng đang bán nhang đen đi lễ chùa.
Rồi chiếc xe thì mình đến với huyện Chư Prông ở xã Gia Băng, thì ngay lúc này đập vào mắt của chúng ta đó chính là khu vực của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai cũng như là nơi đại bản doanh của Hoàng Anh Gia Lai. Nhìn khung cảnh thì chúng ta có thể thấy rằng là lá cây nhiều rụng và sân cỏ thì cũng đã có được tưới xanh. Tuy nhiên là tôi chưa thấy cầu thủ nào của Hoàng Anh Gia Lai ở đây cả, mà nhìn từ xa thì thấy có vài người cũng đang đến check in ở địa điểm này. Đây các bạn thấy ạ. Đấy, rất là hay. Và đây là cái địa điểm ở đầu Gia Lai, đó chính là cái địa điểm núi Hàm Rồng. Khu vực này đó là khu vực BOT, núi Hàm Rồng. Khi mà vào trước cửa ngõ Gia Lai thì chúng ta sẽ thấy cái núi Hàm Rồng rất là đẹp, hùng vĩ. Gia Lai thì cũng đã mở cửa đón khách và rất là mong muốn kêu gọi đầu tư của tất cả các nơi dành cho Gia Lai. Vâng, ngoài xuôi về huyện Yagarai thì mình đi tới một tuyến đường tránh. Tuyến đường này thì mới mở, tuy nhiên cái lượng xe cộ thì còn ít. Nhưng các bạn có thể thấy nó là một cái vẻ đồ sộ rất là tuyệt vời, bởi vì là người ta sẽ